Đây này màu sắc của nó cũng rất là đặc biệt và đặc biệt đôi này hàng rất là độc ở Việt Nam không có nữa mọi người. Đây là lần đầu tiên Hùng kiếm được mẫu giày này mà màu cam này. Và chúc sách tay bên Trung Quốc săn mãi mới có. Và được giảm giá sâu nhất trong năm ở Trung Quốc là ngày độc thân Trung Quốc 11 tháng 11 Hùng săn được mẫu giày này. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Sport Hùng đây Và đã lâu lắm rồi thì chúng ta không gặp nhau Trong cái video ngày hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một chương trình khuyến mãi Sâu nhất trong năm 2020 Với những mẫu giày cầu lông ly ninh chính hãng Giảm giá đến 40, thậm chí là trên 50% Và không làm mất thời gian của mọi người nữa Bây giờ Hùng sẽ xin phép được giới thiệu đến mọi người những mẫu giày này Tất cả những mẫu giày bên Hùng thì đều là hàng chính hãng. Bên Hùng cam kết bảo hành một tháng cho khách, đảm bảo về chất lượng, hàng chất lượng mới bảo hành. Hàng chất lượng mới dám bảo hành như thế cho mọi người. Và mọi người sau khi đặt hàng có thể thanh toán khi nhận hàng, được mở hàng ra, bóc hàng ra, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, rồi mới phải thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng cho mọi người. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Tất cả sản phẩm cam kết chính hãng có thể check code trực tiếp trên trang chủ của hãng Lining là lining.com hướng dẫn check code thì hùng cũng đã hùng cũng đã đăng lên kênh youtube rồi mọi người có thể vào youtube gọi là cách kiểm tra hàng lining chính hãng Xe ra đâu đó ba bốn video hướng dẫn check hàng lining chính hãng của hùng và cái video nào mà có nhiều lượt xem nhất thì mọi người hãy theo dõi nha mọi người hãy xem nhá còn nếu anh em nó tin tưởng thì cũng chả cần phải làm như thế làm gì trong mất thời gian và bây giờ thì hùng giới thiệu đến mọi người mẫu giấy đầu tiên Mẫu dây cầu lông Lining AITN001 Giá gốc là 369 tệ tương đương với khoảng 1 triệu 320 000 tiền Việt Nam Loại giày Badminton Training Saw Tức là giày chuyên cho cầu lông Ok đây là một mẫu giày màu sắc nó hơi có chút đặc biệt Đó là nó hơi hồng hồng một chút Nó hơi hồng Thì uh cũng chính là vì cái nguyên nhân màu sắc này cũng như là do hàng lẻ sai bên Hùng chỉ có duy nhất size 41 thôi Nên khuyến mãi 1 triệu 320 chỉ còn có 580 nghìn thôi ạ Anh em nào đi size 41 mong muốn tìm cho mình một đôi giày giá rẻ nhưng mà chất lượng Có thể giúp anh em cầy sân bê tông thoải mái thì đây là đôi giày dành cho anh em Trước tiên về dòng đế đây chính là dòng đế Hùng hay gọi là dòng đế chuyên cho cầy sân bê tông hạng Linh đi. Đấy ạ Đế cao su kép rất là dày dặn và chống mài mòn rất là tốt để làm hơi bè một chút nó đây là công nghệ chống lật đấy, để làm thiết kế hơi bè nên khá là an toàn cho chân đây non minh kinh để cao su chống mài mòn cao công nghệ non minh kinh nha mọi người đấy và độ êm của đôi giày là độ êm trung bình nhá với chất liệu của đôi giày này thì nó có chất liệu giảm chấn bình thường thôi loại chất liệu giảm chấn bình thường nên nó không quá êm nhưng với một mức giá như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi gì thêm hết nó quá rẻ rồi màu sắc hơi hồng đỏ nếu anh em nào mà không có bận tâm vấn đề màu sắc thì chốt nghe em này về cày sân bê tông thì quá là tuyệt vời cái về chất liệu da chất liệu da cũng khá là xịn mọi người chất liệu da khá là xịn và mọi người yên tâm là nó sẽ không bao giờ có chuyện bị nổ bị rách da nhé trừ khi mọi người bị cái gì cắt vào thì nó rách ra thôi chứ không bao giờ có chuyện bị nổ bị rách ra đôi giày này hùng đã bán rất là chạy năm 2019 đã bán rất là chạy bây giờ mình kiếm được thêm tiếp theo này nó có các uh, lớp lưới bên trong lớp lưới bên trong thì nó giúp thông thoáng khí và nó để ra các khe hở này nhìn nó cũng rất là hay và chính xác là đây là lỗ thông thoáng khí giúp cho chúng ta đi cảm giác nó rất là thoải mái đấy shoe system cũng không, không nhớ là cái solid system này nó là hệ thống công nghệ gì nữa nhưng nó có thể là nó cũng là một phần công nghệ chống lật đấy bởi vì nó có những cái đường da nó may ở phần cổ này nó giữ cái form cổ dày với cả nó bám cái cổ chân nó tốt hơn đấy đấy đôi giày nhìn cũng khá là đẹp ấy chứ nhưng mà cái màu nó chỉ hơi hồng hồng hơi Nữ tính một xíu xíu Đấy thì anh em nào không quá bận tâm Vấn đề màu sắc thì tranh thủ cơ hội này Bởi vì nó giảm sâu như thế Phần lớn là do vấn đề màu sắc cũng như là lẻ sai thôi mọi người ạ Đấy size 41 nha mọi người Tiếp theo là mẫu giày hai Đây là mẫu giày mà Hùng bán chạy nhất Trong tháng này bán đến hơn 90 đôi rồi Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Hùng giới thiệu với Mọi người mẫu giày này Anh em nào mà bây giờ mới xem được Thì phải tranh thủ cơ hội ngay nha Mẫu giày cầu lông cũng là badminton training so giấy chơi cầu lông giá gốc là 499 tệ Đây là mẫu giày thuộc tầm cao Mã là Linning AITN 041 2 Đấy. 499 tệ tương đương với khoảng 1 triệu 750 1 triệu 8 tiền Việt Nam Và bên Hùng cũng đang khuyến mãi mẫu này Hơn 50% 50% thì mọi người uh, thôi công báo giá luôn, 880.000đ nha mọi người. Giảm giá còn 880 000 Đây là mẫu giày tầm cao màu vàng. Khi mà nhìn thấy màu vàng này và nhìn thấy đôi giày này, thì ông lại mới đầu hùng bảo sao sao đôi này nhìn giống đôi Lining Hero của Lindan di Olympic London 2012 thế. Nhìn rất là có điểm giống, trước tiên là về cái màu sắc cái dáng giày nhìn cũng có cái điều gì đó nhìn nó cảm giác khá là tương đồng nhưng dĩ nhiên thì đôi Lindan nó là đôi dòng gọi đôi đắt nhất của Linh anh. thì mình không xét đến nhá, nó giày chuyên cho Lindan chúng ta tìm hiểu mẫu giày này trước tiên là dòng đế như anh em nhìn dòng đế này anh em bảo là giày này đánh cầu lông làm sao được người ta nhìn người ta cứ nghĩ rằng nó như kiểu đế giày chạy nhưng đây không phải nhá đây nó cũng là chất liệu cao su chống mài mòn và mà thậm chí nó là chỉ những dòng giày tầm cao đổ lên Giày tầm cao và tầm cao cấp Thì nó mới có những cái chất liệu Nó kiểu như này, đế như này Đấy, cũng là chống mài mòn nha mọi người Cao su chống mài mòn, mọi người yên tâm Chạy còn lâu nó mới mòn Nó, đây Về độ êm thì dùng sờ Cơ bản về phần đế này, cũng khá là Khá là mềm Khá là mềm về chất liệu giảm chấn, ok, đây vẫn là công nghệ non mẫn kinh thôi nhưng mà nó cái chất liệu nó kiểu cao cấp hơn đấy. Tiếp theo là công nghệ Pro balock đây đây là một miếng nhựa ở giữa, thì đây là công nghệ ổn định mặt đế, công nghệ chống xoắn, giữ ổn định mặt đế khi mà chúng ta tiếp đất, nó vừa có tác dụng hỗ trợ giảm chấn cũng như là nó có tác dụng, uh, nó có tác dụng uh, hỗ trợ cho việc bật, đấy. Rồi tiếp theo không thể thiếu đó chính là công nghệ giảm chấn chính của đôi giày này đôi giày có hai lớp giảm chấn một là lớp trắng này cũng khá là êm và đàn hồi đồng sở cho mọi người xem và ở phần gót thì nó được tập trung nhiều bởi vì đơn giản trong quá trình di chuyển cầu lông thì chúng ta tiếp gót là nhiều Đấy, thì nên là phần gót sẽ được làm dày hơn tiếp theo là một lớp giảm chấn màu đen ở phía trên và đây là lớp công nghệ giảm chấn biểu tượng của nó đây Liling Cloud và nó cũng có ghi ở trên đôi giày này Liling Cloud, đây chính là công nghệ giảm chấn chính của đôi giày này Công nghệ giảm chấn này thì là một công nghệ giảm chấn hàng đầu của hãng Linh Chỉ được áp dụng cho các mẫu giày tầm cao và tầm cao cấp Đây là mẫu công nghệ mà hãng Linh đã có video test Khi mà thả quả trứng rơi xuống thì nó đập vào lớp giảm chấn Nó nảy ra khi rơi xuống đất nó bị vỡ Có nghĩa là trứng rơi vào chất liệu giảm chấn này mà không vỡ đấy tiếp theo nữa nên mọi người có thể nhìn thấy cái lớp giảm chấn này nó khá là dày và sờ nó rất là đàn hồi nó rất là nảy mọi người sờ nó rất là nảy đấy và đặc điểm của giấy lining thì càng đi lâu thì chúng ta sẽ càng thấy nó êm ra mới đầu đi thì chưa cảm thấy êm lắm đâu nhưng mà chúng ta đi càng lâu thì sẽ càng càng cảm thấy êm đấy lớp uh, chất liệu giảm chấn Lining Cloud. Chất liệu này so với những cái chất liệu giảm chấn thông thường thì nó có khả năng hấp thụ lực cũng như là phản lực hơn chất liệu giảm chấn thông thường lên đến hơn 20% 20%. Làm người ta có video test, người ta thả một quả bóng kim loại xuống. Khi rơi xuống chất liệu Lining Cloud nó được nó bật cao hơn nó bật cao hơn so với chất liệu giảm chấn thông thường nha mọi người đấy tiếp theo về phần mặt trên thì mặt trên nó được thiết kế kết hợp da da ok hồng lấy nét tí ok nhìn này cho rõ nó được kết hợp da và lưới đấy thì đây lớp lưới rất là mềm mại và thông thoáng đi sẽ cảm giác rất dễ chịu cho chân tiếp theo là lớp da da cố ở hai bên đấy thì nó tăng độ chắc chắn ở phần trên cho đôi giày này và cũng như là lớp da phía bên này mọi người có thể nhìn thấy cái phần màu đậm hơn này nó chính là được làm nổi lên hơn và nó có chất liệu chống mài mòn cái này chính là nó làm được từ chất liệu chống mài mòn nên khi mà chúng ta chạy chúng ta bị dê chân mà không may bị má nó quệt xuống đất thì cái chất liệu này nó cũng sẽ giảm những uh, giảm những cái tác động gọi là bị rách phần da thì nó sẽ chống được cái điều, giảm thiểu được cái điều đó Đấy. như tăng độ chắc chắn đôi giày cũng khá là nhẹ nhàng không quá nhẹ nhưng so với mặt bằng trung bình là đôi giày này nhẹ, nhẹ hơn thiết kế thêm nữa đó là hai miếng nhựa cũng màu vàng luôn nhìn rất sang trọng và cao cấp kèm theo hàng chữ LN Bermuter có nghĩa là Lyling Badminton Đấy. Badminton là cầu lông như tiếng anh nha mọi người này, đường keo rất đẹp. Hiếm thấy những đôi giày nào nó có đường keo đẹp này mọi người. Nhìn rất là tinh tế luôn. Và như mọi người yên tâm bên Hùng Bảo bảo hành một tháng nữa mọi người. Đấy. Nhận hàng được, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Đó, đôi giày này rất là đẹp, bán rất là chạy bên Hùng bán hơn 90 đôi rồi. Đấy là một con số chính xác, không bốc phét một tí nào nha mọi người. Những anh em nào mà đã từng mua đôi giày này thì có thể comment cho Hùng xin cái ảnh xuống phía dưới video này nếu mọi người xem được ạ. 1 triệu 750 giảm còn 880 nhé mọi người. Size thì từ size 41 đến 43 nhé mọi người. 41, 41.5, 42 và 43. Size 39 và 40 đợt đấy Hùng nhập được có khoảng hơn 20 đôi thì bán hết sạch rồi ạ. Đấy tiếp theo một mẫu giày nữa. Mẫu giày lần này mới có và mẫu giày này Hùng tin là nó cũng không kém một chút gì Thậm chí nó còn có phần gì đó nhỉnh hơn với đôi giày vàng vừa rồi Thôi cho mọi người xem hộp chứ cũng, Đây cũng là hàng nội địa Trung Quốc sách tay nhá Đối trước cũng là hàng nội địa Trung Quốc sách tay Mọi người có thể nhìn thấy toàn chữ Trung Quốc đấy Giá gốc cũng là 499 tệ đây mẫu giày tầm cao Cũng là dòng Leaning Badminton Trendy Saw và giày cầu lông nhá mọi người Mọi người đừng có bảo không phải giày cầu lông nhá Đấy AITM067 cho mọi người. Mẫu giày này thì đã từng được bán ở Việt Nam và rất là hot trên thị trường Việt Nam nhưng mà cái đợt đấy chỉ có màu đen và màu màu đen và màu xanh chuối nhưng mà bây giờ không kiếm được màu cam đó mọi người. Đen và xanh chuối thì bây giờ lại hết hàng rồi vì ngày xưa bán nhiều quá. Xin giới thiệu đến mọi người hồng lấy màu chuẩn của nó. Vẫn không thôi kệ nó. Ờ, mọi người muốn cái cái những cái đôi giày màu kiểu màu cam như này ấy, Màu cam hoặc màu xanh chuối ấy, thì khi mà lên video ấy, thì nó rất khó là để bắt màu đúng chính xác được nên là mọi người muốn biết màu chính xác nó bên ngoài như nào thì mọi người có thể nhắn tin Zalo hoặc là nhắn tin Facebook cho hùng để hùng gửi ảnh thì nó sẽ chuẩn màu hơn tại vì trong quá trình giới thiệu mẫu giày này mà hùng cứ đưa đi đưa lại một tí ấy, khi ánh sáng nó thay đổi ấy, thì nó sẽ bị sai cái màu của đôi giày đi. Đấy, đôi giày nó màu kiểu cam và kết hợp những cái hoa văn nó nhìn kiểu giống như kiểu trên quần áo bộ đội ấy, hoa văn kiểu quân đội ấy. Đấy. Về dòng đế này, đây là dòng đế cũng là dòng đế tương đối mới của rồi, nó bắt đầu ra mắt và được áp dụng với những đôi giày vào năm 2017, giữa năm 2017. Thì từ khi mà đôi giày dòng đế này ra mắt thì ông đã được trải nghiệm và ông đã rất là ưng. Và Hùng 3 năm liên tiếp 2017 đến 2019 thì Hùng đều đi dòng đế này hết Đi dòng đế này hết Dòng đế này có một điểm, mặt điểm trước tiên là nó chống mày mòn khá là tốt Mọi người có thể nhìn thấy đế cao su rất là dày dặn Đấy, chống mày mòn rất tốt cũng là cũng rất bám nền Trọng tâm đế thấp chống lật an toàn, cực kỳ an toàn cho chân luôn nha mọi người Và đặc điểm mà Hùng thích nhất ở dòng đế này chính là nó khá là nhẹ và êm khá là nhẹ và êm nha mọi người đấy dòng đế này đi rất là thích đi rất là thích với riêng bản thân cá nhân hùng là nếu anh em nào có điều kiện thì mua giày cao cấp trải nghiệm còn riêng bản thân hùng sẽ chả bao giờ mua giày cao cấp hùng cũng đã từng được trải nghiệm rồi và nó vừa đắt mà nó thực ra nó cũng không quá ngon hơn so với những chỉ cần những đôi giày tầm giá như này dòng đế như này và đôi vàng trước là đã quá đáp ứng yêu cầu về độ êm cũng như là độ bền các thứ rồi bản thân hùng nhá riêng cá nhân hùng nhá hùng cũng chỉ cần đến những đôi giày như này thôi là đã rất là ưng rồi chứ chả cần phải giày cao cấp như giày cao cấp nhìn nó sẽ sang hơn mà nó có nhiều cái nó nó gọi là nhìn kiểu xịn xò hơn thôi nhưng mà nếu mà về trải nghiệm thực tế nhá, thì những cái đôi giày này hùng còn thấy nó cảm giác nó nhẹ nhàng hơn nó cũng đảm rất là đảm bảo cho chúng ta chơi cầu lông không cần phải cao cấp làm gì cả đấy dòng đế nhá ừ, rất thi dòng đế này và anh em nào đã từng trải nghiệm rồi chắc là cũng biết còn anh em nào chưa trải nghiệm thì có thể trải nghiệm tiếp theo về phần chất liệu ở phía trên nó sử dụng lớp da bên trong nó có một lớp lưới và bên trên cái lớp lưới đấy nó còn có một lớp giống như kiểu một lớp nhựa mỏng một lớp nhựa mỏng nó bọc hết ở phía bên ngoài không hiểu tại sao người ta có thể làm được như thế này mọi người ạ một lớp nhựa mỏng này thì giúp cho đôi giày chúng ta chúng ta chỉ cần dùng khăn ẩm mà bị bẩn ấy chúng ta chỉ cần dùng khăn khăn ẩm một chút chúng ta lau là sạch nhưng mọi người lưu ý là những giày cầu lông thì mọi người hạn chế để nó bị ẩm bị ướt nhá nếu không nó sẽ rất là hại keo và giảm tuổi thọ của đôi giày đấy mọi người muốn bền của bền tại người mà mọi người cố gắng giữ đấy chất liệu cái lớp nhựa ở phía ngoài Và nó cũng có những cái thiết kế thông thoáng khí nó nó làm theo kiểu trong suốt nên khi mà quay lên video này cũng khá khó nhìn đây ví dụ có các cái lỗ cũng là để thông thoáng thôi nhưng mà theo ông thì đôi giày này sẽ đi sẽ không thể thông thoáng như đôi vàng trước nhưng mà điều đó cũng theo ông thì cũng nó cũng không quan trọng quá quan trọng lắm trừ khi anh em nào ra quá nhiều mồ hôi chân thì mới phải gọi là chọn đôi nào thoáng hơn ví dụ như nếu mà anh em nào quá đánh ra cái giá quá quan trọng cái việc mà chân ra nhiều mồ hôi mà nó bị bí chân thì mọi người có thể chọn đôi vàng nhưng không thì chọn đôi này đôi này màu sắc của nó cũng rất là đặc biệt và đặc biệt đôi này hàng rất là độc ở việt nam không có nữa mọi người đây là lần đầu tiên hùng kiếm được mẫu giày này mà màu cam này và chúc sách tay bên trung quốc săn mãi mới có và đợt giảm giá sâu nhất trong năm ở Trung Quốc là ngày độc thân Trung Quốc 11 tháng 11 hùng săn được mẫu giày này Bây giờ nó mới về hàng Số lượng thì cũng tương đối hạn chế thôi Đủ size từ size 39.5 đến size 43 nha mọi người Lưu ý là size 39.5 của Lining Có thể coi là size bé nhất cho nam của Lining và Tương đương với size 39 của hãng khác Chiều dài của nó là 24.5 Nó tương đương với 39 của Yonex, tương đương với 39 của Kawasaki tương đương với 39 của Kumpo 39.5 của Lenin Đấy Đôi giày này form thì nó cũng tương đối là gọn chân Tương đối là gọn chân và ôm chân Mọi người rất là đẹp Đôi này giày này đi đẹp lắm Cái màu này màu độc Rất là độc đáo luôn Thiết kế từ cái kiểu Đây những cái chấm vẩy đen nhìn rất là hay và bắt mắt Đôi giày này đi rất là êm Êm mọi người ạ Đi vào rất là thích chân đấy Ngày xưa Hùng bán đuôi này chán rồi nhưng mà không có màu cam này Ngày xưa bán đuôi này Hùng nhớ không nhớ không nhầm thì Ngày giảm giá sâu nhất nó cũng phải tầm 1 triệu mốt Là giảm giá sâu nhất Và giá bán thị trường ngày đó là 1 triệu 670 nghìn Shop nào cũng bán vậy hết Nhưng bây giờ mọi người mua được với giá 800 rưỡi nha mọi người 850 nghìn phí ship mọi người tự thanh toán Bên Hùng sẽ tặng kèm hai cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay trơn tuột vợt bên Hùng cho mọi người có cơ hội trải nghiệm cuốn cá này của bên hùng thì rất thích hợp với anh em mồ hôi tay nó rất là rẻ trung bình chỉ 10.000 một chiếc mua số lượng nhiều thì nó còn rẻ hơn chỉ tính ra chỉ có 8.000 một chiếc thôi và thêm một móc khóa cầu lông lưu niệm cái đấy là bên hùng tặng thôi nhá không được quy đổi thành ship hay là quy đổi sang quá khác màu cam một triệu bảy trăm một triệu tầm một triệu bảy năm mươi một triệu tám Sale chỉ còn có 850 thôi ạ. Tiếp theo, mẫu giày này. Linh AITP023. Đây là hàng nhập khẩu chính ngạch, phân phối chính thức tại Việt Nam. Chứ không phải hàng xách tay. Mà tranh thủ cũng giới thiệu đến mọi người. Đây là mẫu giày Linh AITP023. Để chỉnh ánh sáng tí. nhìn thấy. Đây. AITP023. Mẫu giày này thì có đủ size từ 39.5 đến size 43 cho anh em Nhưng mà mỗi size thì chỉ còn rất là ít, một ít thôi Mức đôi giày này cũng giá gốc Chúng ta muốn xem giá gốc của đôi giày nào thì chúng ta có thể uh, Lên trang chủ lining.com và chúng ta sẽ vào phần cửa hàng vào store.lining.com ấy Thì chúng ta sẽ biết được giá gốc của những đôi giày này Đôi giày này cũng giá gốc là 499 tệ ngang với hai đôi giày trước Nhưng mà theo Hùng thì Hùng riêng bản thân Hùng nhá Thì Hùng vẫn thích hai đôi kia hơn. Tuy nhiên đôi giày này là đôi giày có công nghệ đế mới hơn. Đôi giày này sản xuất năm 2020, rất là mới. Đế nó, mọi người nhìn cũng không, mọi người sẽ nghĩ là nó không phải cao su nhưng thực ra cái chất liệu đế này nó cũng là cao su chống mài mòn đấy ạ. Nó vẫn là công nghệ non minh kinh thôi. Đấy và nó có công nghệ Pro -Ballock cũng là giúp ổn định mặt đế, đây công nghệ Probalock ngý ở giữa và một thanh nhựa ở đây. Nó giúp ổn định mặt đế cũng như là giúp giảm chấn và hỗ trợ lực bật. Công nghệ uh, công nghệ giảm chấn chính của đôi dây này thì nó dùng sử dụng hoàn toàn 100% là công nghệ Lining Cloud một lớp Lining Cloud rất là dày. Lining Cloud rất là dày. Đấy. Về phần da ở phía trên thì nó sử dụng lớp lưới kết hợp với da ép nổi đây da nó được ép nhiệt lên công nghệ ép nhiệt công nghệ hàng đầu của liên minh hay được áp dụng cho giày bóng rổ và giày chạy trước kia nhưng bây giờ thì đa phần các mẫu giày cầu lông họ đều sử dụng công nghệ này rồi công nghệ không cần phải dùng đường chỉ may mà nó lại rất chắc chắn Đấy, nó nó được lớp da nó nổi như này nhìn rất là sang nhìn rất là đẹp lớp lưới thoáng của nó cũng rất là cao cấp đôi giày này cũng không thì cũng khá dễ dàng để lau chùi thôi đôi giày này nó thiết kế theo cái form nhìn nó rất là kiểu hiện đại form nhìn rất là kiểu hiện đại nhưng mà đôi giày này thì khá là ôm chân nếu anh em nào mà chân mà bè ngang thì không đi được nhá chân bè ngang thì anh em không đi được nhá Đứa giày này thì đang được bán trên thị trường toàn 1 triệu 450.000 thôi toàn 1 triệu 450.000 thôi bên hùng còn có mấy đôi đây? mỗi size chỉ còn có mấy đôi thì giảm giá 1 triệu750.000 giá gốc đúng theo chuẩn của Hãng Nghì Ninh nhé com nhé là 499 tệ còn các cửa hàng ở Việt Nam thì uh, mọi người đều đang bán là 1 triệu 450.000 bên dùng giảm còn 980 và miễn ship cho mẫu giày này do còn ít hàng còn ít và lẻ sai nên nồng bán 980 và miễn ship cho mọi người Đấy. màu đen anh em nào thích trầm một chút thì chọn mẫu giày này Đấy. xem còn đôi nào đây đây tiếp theo có mẫu giày Linh Hai 081 mẫu giày Bán trong suốt 2 năm qua, ở bên Hùng bán cứ về là hết, cứ về là hết Cũng là hàng nội địa Trung Quốc sách tay nha mọi người Đôi này cũng là hàng nội địa Trung Quốc sách tay Lightning AI T1081, Lightning ở Badminton Training Shores Giá gốc cũng 499 tệ, ngang với đôi kia Đấy Để Trước tiên là đôi giày này thì dòng đế, nó giống với đôi 067 cam, hôm nãy Hùng giới thiệu, không nói nhiều nữa Chống mài mòn đấy, có số chống mài mòn đi rất nhẹ và êm chân cũng như là trọng tâm đế thấp chống lật cổ chân rất là an toàn màu cam kết hợp màu đen và đây là đôi giày có tên là Lightning Ranger TD đây là bản rút gọn của những đôi giày được những vận động viên hàng đầu của đội tuyển cầu lông Trung Quốc sử dụng như Chen Long hay là cặp đôi Li Liu của Trung Quốc và rất nhiều các vận động viên tuyển Trung Quốc khác như Shen Jiwei cũng đi đôi Ờ uh, Ranger nhưng mà nó là màu trắng Các vận động viên họ thường đi đôi màu trắng và có cái hợp màu xanh chuối một chút Và đây là bản rút gọn của đôi đấy nhé Bản full thì nó nó chính là đôi các vận động viên kia đi Nhưng đây là bản rút gọn Đế của nó sẽ mỏng hơn một chút và chất liệu ra thì nó cũng sẽ không cao cấp bằng đôi giày kia Những đôi giày kia nó 3-4 triệu cơ thì đôi giày này giá gốc là 1 triệu 750 nghìn bên Hùng giảm giá chỉ còn 820 nghìn ạ. 820 nghìn mọi người nghe không nhầm đâu ạ đôi giày này đi rất là thích bán rất là chạy và khách nhận được thì gần như là đều rất là ưng khách nhận được đều ưng chứ không phải là gần như là ưng ai nhận được cũng trả ai chê cả đấy thì trước tiên là về dòng đế thì hùng đã giới thiệu rồi hôm nay giới thiệu ở đôi cam rất kia không giới thiệu lại và đặc điểm đôi giày này nó còn nhẹ hơn đây là đôi giày nhẹ nhất trong tất cả những đôi giày hôm nay hùng giới thiệu cho mọi người đi rất là nhẹ và êm rất nhẹ và êm rất là thông thoáng đây chất liệu uh, da ở phía trên, rất là chắc chắn. Cái này thì nó không dùng ép nhiệt mà nó sử dụng đường may. Đấy. Nó sử dụng đường may. Nhưng mọi người yên tâm đường may, đường may thì đường may nhưng nó rất chắc chắn và không bao giờ có chuyện bị bong. Bên ông bảo hành hành một tháng đó mọi người. Đấy, bảo hành một tháng. Chất liệu chất liệu da ở phía này nó rất là mềm. Và cũng không thể nào mà không thể nào mà Bị uh, dạng hay bị bong ra được nhá Đây chính là đôi giày mà Hùng đã đi năm 2017 Hùng đi năm 2017 Hùng đi màu xanh uh, Màu xanh dương Năm 2018 Hùng cũng đi đôi này Nhưng Hùng đi màu xanh trắng Và đôi này thì màu này thì Hùng chưa đi Tại vì đến năm 2019 Thì đôi này kiếm không ra size 42 luôn Bây giờ Hùng chỉ kiếm được size 40 Size 41, size 43 nha mọi người Đôi giày này còn size 40, size 41, size 43 size 40 thì đợt này hùng kiếm được nhiều phết size 41 và size 43 thì rất là ít thôi để nó có lỗ thông thoáng khí này Cái liệu da rất là mềm đôi giày này đi thoáng chân nhẹ và êm đi thích lắm để nó kết hợp các cái đường cam cam này nhìn nó rất là độc đáo rất là đẹp nó cũng tương đương với đôi 067 nha mọi người 067 thì chất liệu 067 nó được phủ một lớp phủ một lớp nhựa mỏng ấy, thì cảm giác nó xịn hơn đôi 067 cũng được bán trên thị trường với mức giá cao hơn trước là bán đôi 067 là toàn bán 1 triệu 670 nghìn còn đôi 081 này là toàn khoảng 1 triệu 350 nghìn đôi 067 thì vẫn được người ta hiểu thích hơn vì nó có cái lớp phủ nhựa đấy nhưng mà nếu mà về đi mà cảm giác nhẹ nhẹ chân và thông thoáng thì đôi 067. À đôi 081 đen cam vừa rồi ngon hơn. Và bây giờ Hùng giới thiệu đến mọi người mẫu giày cũng là hàng tay bên Hùng thì cũng chỉ còn size 41 thôi, à còn mấy đôi bây giờ tiện cái video này giới thiệu luôn đến anh em. Và nốt AIZ P005 -3. Cũng là badminton training so nhưng đây là dòng giày cầu lông cao cấp với mức giá gốc lên đến 899 tệ, thậm chí là nó còn gần gấp đôi so với gấp khoảng 1,7 lần so với mấy đôi vừa rồi. Thế đây là dòng cao cấp nhất rồi. Ok, 899 tệ nó cũng phải tương đương với khoảng quanh đơ, quanh tầm giá 3 triệu đấy. Đôi giày màu đỏ kết hợp với màu tím than. Nói chung là đôi giày này nó quá nhiều công nghệ nhưng mà bây giờ thì Hùng mà giới thiệu đến mọi người thì chắc là phải mất đến 15 phút mất dùng lấy chân bên kia vì nó có ghi có tờ giấy công nghệ nó ghi đấy. 292 mọi người cái đế của nó này, nhìn chất không đế thiết kế kiểu xương cá đế làm nhiều đế đây cũng là cao su mọi người đều là cao su chống mài mòn lòng đế chi chất liệu cao su này nó còn chống mài mòn tốt hơn cả những cái đôi giày kia vì nó cao cấp hơn đơn giản là thế tiếp theo nó có công nghệ nó cũng dạng đây nó không phải là công nghệ Pro -Block, nhưng mà nó có tác dụng tương tự Một miếng nhựa Đấy ở đây và bên trong nó Đây có một thanh carbon fiber ở đây nữa Đấy thì nó cũng có tác dụng là uh, Ổn định mặt đế giúp giảm chấn cũng như là hỗ trợ lực bật thôi Đấy Nhìn cái đế thấy rất là hầu hố và trâu bò rồi Nó có nhiều công nghệ lắm mọi người Công nghệ lining Cloud đây Đấy khả năng cái độ đàn hồi của Leaning Cloud dòng cao nó còn đỉnh hơn những cái đôi giày rẻ kia có nghĩa là mật độ nó dày hơn cái khả năng hấp thụ lực và đàn hồi nó còn tốt hơn tiếp theo nữa đó là cái công nghệ bao cộng bao cộng này Hùng cũng không nhớ rõ là công nghệ gì nhưng nó cũng là một công nghệ chỉ có những đôi giày cao cấp full bản full công nghệ mới có công nghệ bao cộng này nó hình như là cái công nghệ công nghệ cũng là một công nghệ giảm chấn không, không nhớ rõ tại hôm trước tờ giấy công nghệ ông in ở đây lần trước ông cũng giới thiệu kỹ lắm rồi nhưng mà lâu rồi không nói quên mất đấy tiếp theo là về nó có lớp da nó ép lên lớp vải chất liệu vải dệt thôi da nó ép lên vải dệt đấy, da vải dệt rất là dày dặn lớp da này nó giúp cho đôi giày nó chắc chắn bền hơn rất là nhiều đây mọi người chỉ duy nhất size 41 thôi nha mọi người cũng chả kiếm đâu được ngoài shop vùng khẳng định ở Việt Nam chắc chả có ai kiếm được đôi này đôi này Hùng kiếm được từ cái đợt covid-19 cả nếu không không bao giờ còn có giá rẻ như như thế cho đôi giày này giá chỉ giá 3 triệu hơn 3 triệu mà giảm chỉ còn 1 triệu 450.000 ạ chả bao giờ có một đôi giày cao cấp nào mà giảm đến mức giá như này nhưng mà đôi giày này là đây đây đôi giày này còn là một đôi giày rất ngon nữa cũng rất là nhiều khách đã mua nha ngày xưa ông kiếm được 5-60 đôi cơ bây giờ cũng chỉ còn bốn năm đôi lẻ cuối cùng thì giới thiệu cho mọi người thôi đấy. đôi giày này thì uh, nó làm hơi bè anh em nào chân bè đi hoàn toàn thoải mái luôn Đấy nó làm công nghệ chống lật Nó làm bè đấy Chống lật đấy Nó làm đế khá là rộng Đấy thì anh em nào mà chân mà bé ngang thì đi mỗi này lại không hợp Nhưng anh em nào chân to một chút mà người anh em nào mà cao trên mét 7 các thứ thì mới lên đi giày này bởi vì form của đôi giày này nhìn nó đeo kiểu hơi to người mà kiểu người mà to một chút và cao một chút thì đeo đôi này rất là đẹp đấy ạ Lightning izp 005 cho mọi người là về những mẫu giày này nó có quá nhiều công nghệ rồi nó quá nhiều công nghệ rồi. một số công nghệ nó còn chả thèm kể đến cả đây công nghệ bao cộng này công nghệ Lightning Cloud này. Công nghệ Flexi Wicker này. Công nghệ Tup Tip này. Công nghệ Carbon Fiber này. Đấy. Toàn những công nghệ hàng đầu với dĩ nhiên nó là nó là giày cao cấp, nó là dòng những cái dòng giày mà nó đắt nhất rồi. Nên là <laughs> nó có nhiều công nghệ như thế giá gốc 3 triệu giá khuyến mãi 1 triệu 450 nghìn duy nhất size 41 nha mọi người duy nhất size 41 thôi nha đó đó là đôi giày cuối cùng mà ông muốn giới thiệu mọi người trong cái video này rồi toát hết cả mồ hôi rồi đấy và nếu anh em nào chọn đã ưng ý mẫu giày nào thì hãy nhanh tay liên hệ ông bởi vì số lượng hàng rất là ít và đây là chương trình khuyến mãi sâu nhất trong năm 2020 khuyến mãi lên đến toàn trên 50% thôi Thế nên là mọi người không tranh thủ cơ hội này sắm một đôi thì thực sự rất là đáng tiếc mọi người ạ Tôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video tại đến thời điểm hiện tại uh, Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại những video tiếp theo Trong đợt The sale 12 tháng 12 tới của Trung Quốc thì Hùng cũng sẽ cố gắng kiếm thêm một số mẫu giày khác mà tầm giá nó còn rẻ hơn chút nữa để cho anh em nào đi giày cân bê tông ví dụ tầm như kiểu tầm giá 7-800 ấy Hùng cũng đang định đợt sale 12 tháng 12 tới thì Hùng sẽ săn những mẫu giày tầm đó cho anh em. Nếu anh em mà cảm thấy những mẫu giày này vẫn còn đắt thì hãy chờ những cơ hội ở lần phía sau nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.